Chào các bạn, mình là Đạt Nguyễn. Ở video này, mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề là Huawei Cloud. Cụ thể, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tạo được một con WeVac Linux trên này. Thì những cái video trước, mình đã chia sẻ cho các bạn cách để đăng ký được một cái tài khoản tại Huawei Cloud và cách tạo WeVac Windows trên này. Thì các bạn có thể kích vào phần mô tả video để xem toàn bộ cái chuỗi series về Huawei Cloud này. Thì để tạo WeVac Ubuntu thì nó rất là đơn giản thôi, tại vì mình sử dụng những cái email có sẵn của Huawei Cloud, nó không có phức tạp như việc tạo WeVac Windows. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn có thể nhấn vào cái ô tìm kiếm này để tìm kiếm tới cái dịch vụ Cloud Server. Mình có thể gõ vào là ECS, sẽ vào cái dịch vụ là Elastic Cloud Server nè. Thì cái region hiện tại mình đang chọn đó là Singapore. Mình sẽ nhấn vào Buy ECS. Ở đây thì mình sẽ chọn cái cấu hình đó là 1 vCPU và 2 GB. Thì mình sẽ được sử dụng miễn phí trong vòng 12 tháng. Building mode này thì mình sẽ kích qua cái phần là pay per view nha các bạn. Cái phần lọc cấu hình mình sẽ chọn lại 1 CPU 2 GB. Thì sau khi mình lọc thì nó sẽ ra cái cấu hình đúng với cái nhu cầu của mình. Và quan trọng là mình phải chọn đúng vào cái gói, nó có cái chữ free nè, thì mình sẽ được sử dụng miễn phí. Còn ngoài ra thì các bạn chọn những nơi khác nó không có chữ free này thì các bạn sẽ bị tính phí nha các bạn. Tiếp tục mình kéo xuống cái phần OS, do mình tạo Linux cho nên mình sẽ xài những cái email có sẵn của Huawei Cloud luôn. Mình sẽ chọn vào Ubuntu. Về phiên bản thì mình sẽ kích xuống dưới đây. Ở đây mình sẽ tạo phiên bản là 20. Nếu như mà mình cần tạo WeVac Windows thì các bạn có thể kích lên đây để xem lại cái video trước của mình. Ở video trước thì mình đã có chia sẻ rất là kỹ cách tạo WeVac Windows trên này rồi. Tiếp tục kéo xuống. Cái phần store này là cái ổ cứng, các bạn cũng phải chọn vào cái ổ cứng nó có cái chữ free này. Giống như khi ban đầu các bạn thấy là nó mặc định chọn cho mình là cái SSD thì nó không có cái chữ free. Nếu mà mình vẫn tạo thì nó sẽ tính phí của mình. Các bạn kích vào, các bạn chọn 2 IO nè. Thì nó sẽ ra có gói free nè. Ok, mình có dung lượng là 40GB. Cái phần network này thì mình sẽ sổ xuống, mình chọn những cái có sẵn nè. Tiếp tục đến phần security thì mình cũng sẽ chọn mặc định. AIP thì mình sẽ để vào auto vaccine. EHC name thì các bạn có thể sửa lại cái tên này. Ok, ở đây mình sẽ để là web server. Thì cái này là cái tên mình đặt cho con WeVac thôi. Thì các bạn muốn đặt như thế nào cũng được. Tiếp tục cái phần mà login mode. Thì ở đây nó sẽ có 3 sự lựa chọn cho mình. Một là mình sẽ đặt password, hai là mình sẽ dùng key, ba là mình sẽ set cái password sau. Đây mình sẽ chọn cách đơn giản nhất là mình sẽ đặt password ngay bước này luôn. Ok, mình sẽ gõ cái password qua. Cái password mình phải đặt theo cái chuẩn bên Huawei Cloud nó đề ra. Ở đây mình sẽ lặp lại password. Ok, như vậy là mình đã chọn hoàn tất những thứ cần thiết. Các bạn quan sát cái cột bên phải ở đây thì nó sẽ hiển thị lại tóm tắt những cái nội dung mình đã chọn cũng như là những cái cấu hình để xem mình có chọn nhầm hay không. Quan trọng là cái phần cấu hình và cái phần ổ cứng mình phải chọn vào những cái gói free. Sau khi kiểm tra lại hoàn tất thì các bạn kích vào cái ô này để đồng ý với những cái điều khoản của họ. Sau đó mình sẽ nhấn vào Create. Ok, như vậy là mình đã khởi tạo thành công. Bây giờ mình sẽ nhấn Back to ECS List. Thì hệ thống nó đang khởi tạo WeVac cho mình. Thì sau khoảng mười mấy 20 giây thôi, rất là nhanh, thì nó đã khởi tạo thành công. Sau khi khởi tạo thành công thì nó sẽ có cái IP public này. Bây giờ mình sẽ copy cái IP này lại. Và cách đăng nhập WeVac Linux như thế nào thì có rất là nhiều cách đăng nhập. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phần mềm của bên thứ ba thông qua phần mềm là Putty. Các bạn có thể lên Google tải cái phần mềm này về. Các bạn có thể vào trang web này để tải phần mềm Putty về và cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt xong thì mình sẽ mở Putty lên, rồi mình sẽ được cái giao diện như thế này. Ở mục đầu tiên là cái session thì cái hostname mình sẽ dán cái IP vào. Tiếp tục các bạn kích xuống cái phần là connection, chọn vào mục data, cái phần auto login username, mình sẽ gõ cái user của mình vào. Thường thì đối với những cái con WeVac Linux thì cái user nó sẽ là root. Ok, nếu như mà mình sử dụng cái SSH key thì các bạn kích vào cái ô SSH này nè để thêm cái key vào. Còn trường hợp ở đây sẽ nhấn vào offline luôn để thực hiện kết nối. Đấy. Tiếp tục ở đây mình sẽ nhấn vào accept. Đấy, như các bạn thấy là nó hỏi password thì mình sẽ gõ password vào. Đối với WeVac Linux khi các bạn gõ password vào cửa sổ đăng nhập thì nó sẽ không hiển thị gì các bạn nhé. Ở đây mình sẽ gõ password vào. Đấy, mình gõ nhưng mà nó không hiển thị gì hết thì mình cứ gõ bình thường. Sau đó mình sẽ nhấn enter.
Như vậy là mình đã đăng nhập thành công. Ở video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho bạn cách tận dụng con VPS Linux này để tạo một cái web server mình có thể chạy web miễn phí trong vòng 1 năm. Thì các bạn có thể đăng ký kênh, nhấn theo dõi để không bỏ lỡ cái series Huawei Cloud này của mình. Chào các bạn.